Lần đầu tiên trong cuộc đời của tôi thấy có một cái tựa game mà vào bên trong chúng ta sẽ được giả lập thành một con dê mấy ông ạ. À, nhìn không, nhìn không, nhìn không. Nhìn này. Lên thiên đàng, lên thiên đàng, lên thiên đàng nè. Ok. Ok. Nhìn này. Ôi xời. Thì cái game này cũng đơn giản thôi, mấy ông vào trong đây mấy ông chẳng cần phải làm gì hết. Chỉ đơn giản là mấy ông mà hóa thân thành con dê, sau đó là mấy ông đi vòng vòng ở trong phố vậy, mấy ông phá thôi. Ờ kiểu thế. Uầy, ở bên này đông vui nha, để tôi lên tôi biểu diễn nhào lộn cho mọi người xem cái nè. Đây nha mấy anh chị, nhìn em nha. Em làm một lần nữa nha mấy anh chị xem này. Ok. Ê, xin lỗi, xin lỗi. Đây nha mấy anh chị, nhìn em nha, em làm lại lần nữa nha. Đây. Đấy, ok. Xem đây. Đấy, kinh chưa, kinh chưa, kinh chưa. Ở bên này nó có khu bán đồ ăn này, để vào xem thử ở bên trong có gì không nha. Anh trai à, anh trai có thể nào cho em ơ em đã làm gì đâu. Thôi lỡ phá rồi, phá hết luôn đi mấy ông ạ. Đây đây, phá hết. Cái con dê này được cái là nó sức khỏe nó hơi bị khỏe mấy ông ạ. Ừ, nó hút được tất cả mọi thứ luôn cơ. Đây, hút cả cây xăng này. Đấy, ui, nổ to thế. Ở bên này nó có cái tháp gì cao cao nha. Để tôi leo lên xem thử ở trên cái có gì không nha. Đây, lên. Đây. Cái cổ con dê nó bị nó bị gì nha. À, nó đang leo lên bằng lưỡi. À, đúng. Leo cầu thang mà không có tay chân thì cứ phải leo bằng lưỡi thôi. Hợp lý. Ui, bên kia là gì? Robot à. Ui, từ để tôi lên xem thử coi tôi có qua tôi lấy được con robot bên đó không nha. Làm cách nào để xuống dưới lấy được con robot bên dưới nha. Ờ. Ê, trai ơi, em xin lỗi nha. Em xin lỗi trai nha. Ui, anh trai có sao không đây? Ôi, thương thế à. Đây, lên lại. Hồi nãy không biết đường lên, cho nên là bị té. Anh trai kia, xin lỗi nha. Để tôi nhảy thử qua bên cái tòa nhà bên này xem sao. Ê. Kìa. Nó bị lắc luôn rồi phải không ạ? Rồi. Bây giờ làm sao lên? Đây, để tôi qua bên tòa tháp và tôi kiểm tra xem bên đó có gì nha. Ở chỗ này thì tôi thấy có một cái anh trai đang bị lắc này. Ờ, anh ấy đang không vào nhà này. Để tôi giúp một tay. Đấy, rồi, không cần cảm ơn em đâu nha. Lúc trước là tôi có xem qua thử là cái nguồn gốc tại sao ông nào lại có thể tạo được cái con game mà nó độc lạ bình dương thế này. Thì theo như tôi biết á, là cái ông tác giả của game này chỉ đơn giản là ông thích nhìn những cái con dê nó làm ba cái trò tào lao, cho nên là ông quyết định là ông tạo ra một cái con game như thế này. Nhưng mà công nhận là đồ họa đẹp phết. Ờ, công nhận nha. Đồ họa nhìn như GT 5 ấy. Ờ, mà sắp tới ra GT 6 đấy. Sắp tới anh em có muốn tôi chơi không, tôi tải về chơi đấy. Đây, nhảy xuống dưới nè, bây giờ nhảy lên tấm bục này là không sao này. Ơ kìa, bực thế à, reset lại nữa. Bây giờ mà để không có bị lỗi như hồi nãy nữa thì tôi nghĩ là tôi còn phải nhảy lên trên cái tấm tròn tròn ở bên dưới mà không, thấy không? Đấy, cái tấm đấy, cho nên là phải lấy đà nhảy vào. Đây, cành nha, đứng bên này này. Đấy, nhảy xuống này, lộn một vòng này. Đấy, được ngay. Ở trên cao này nó có gì lạ lạ không nhờ? Ở có gì bên đây đây? Đi đây. Ơ, tên lửa à. Ui, được, cái này hay. Được, hồi nãy tôi thấy trên kia có con robot đúng không? Để tôi bay lên trên đó rồi. Ê, bay lên chỗ robot nào. Ok, lại nè. Ok, sao cái này nó cứ xoay vòng tròn ấy giờ. Thôi, đây, rút kinh nghiệm. Bây giờ là tôi sẽ leo lên cao, sau đó tôi sẽ sử dụng cái tên lửa này. Tôi bay qua bên chỗ con robot bên kia. Đây, leo lên cao đây, đấy, chỗ này có vẻ vừa này. Bay quá. Quá. Ôi, ở bên này tôi thấy có cái xe đạp nè mấy ông. Lấy được này. Bây giờ tôi sẽ lấy cái xe đạp lên trên để tôi chạy thử coi. Đây, hất cái xe đạp ra ngoài đây. Ủa? À đây. Leo lên, đấy. Ui, con dê này biết làm siết phải không ạ? Xe đạp khó điều khiển đó nha. Lại. Đấy. Ê, con dê. Nhưng mà hình như nó không quẹo được. Ở bên này mọi người đang làm cái gì đây? Ui. Biểu diễn đua xe đỉnh đấy nha. Đây để tôi làm thử một pha cho mấy ông xem nha. Ok. Ở trên này mọi người đang làm cái gì mà tập hợp đông thế nha? Để lên xem coi. Ơ, làm gì đây? À, đấu dê. Ôi. À, cái này vui được này, đường này. Vô. Mày nha mày, con dê này. Từ bình tĩnh nào. Mày chơi. Đẩy nó ra ngoài được đúng không? Ok. Mày. Rồi. Rau 3. Đây. Mày. Rau 4.
Ui, game dễ. Mấy anh chị thấy em chơi hay không nào? Em không chỉ hút được con dê đâu, em còn hút được cả người cơ. Đây mấy anh chị xem nha. Đấy. Ê khoan, sao tôi nhìn cái con dê của tôi hình như là nó có cái gì nó thay đổi phải không ạ? Hình như là nó có cơ bắp thì phải. Ua, thật này. Ui, con này trông gọi là đang siết cơ này. Nhìn cơ bắp thế à. Ui, tôi mới phát hiện ra cái game này còn có cái chế độ gì lạ quá này phải không này. Ui, tôi thử cái chơi thử coi. Ui, dùng được kỹ năng luôn nha. Ui, thế anh trai này đi theo nha. Đây, đi theo nào. Ui, có anh trai bên này này. Sao anh lại khóc tí nha. Anh trai. Ờ, thôi anh khóc tiếp đi nha. Ê, nhưng mà phải công nhận một điều rằng là đồ họa của game này đẹp phết phải không nhờ. Ờ, nhìn này. Xung quanh nhìn chi tiết phết. Ui, cái cổng gì đây. Nhiệm vụ à, hay gì đây. À, thì ra đây là một cái cung điện mấy ông ạ. Và cái cung điện này trên đây có một ông vua. Ơ, ok, cái gì đây. Ơ, sao tôi bị nhốt vào đây rồi. Ơ, đi đâu đây. Ê, cái gì đây. Ê, cái gì đây, cái gì đây. À, một con nhện mấy ông ạ. Đây, 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 để tôi thử sử dụng kỹ năng coi. Đạp đất này. Hút đây. Ơ, sao con nhện yếu đấy. Ủa, vậy thôi ạ. Đây, bây giờ tôi sẽ chiếm luôn ngôi vua bằng cách là tôi sẽ liếm ông vua. Đấy, sau đó tôi vứt ổng ra ngoài. Đấy, đấy, đơn giản. Thế là tôi ngồi lên tôi làm vua thôi. Ở chỗ này thì tôi đang thấy có một cái anh trai, ảnh đang đứng khóc. Hình như là anh bị mất cái con ngựa mà kéo xe cho ảnh rồi mấy ông ạ. Cho nên là tôi nghĩ là tôi sẽ giúp đỡ ảnh bằng cách là tôi sẽ giao cái nhiệm vụ. Ờ, thôi anh khóc tiếp đi nha. Ôi, ôi, sao rồi. Anh trai ơi, anh đâu rồi. Rồi xong, nổ phát anh trai bay mất tiêu luôn rồi. Và sau khi chán chơi ở trên trái đất rồi thì bây giờ tôi đang lên trên vũ trụ phải không ạ. Đây, đây là tàu vũ trụ đấy. Để tôi xem coi xung quanh đây có gì không. Chỗ này muốn vô được rồi phải có chìa khóa đây. À rồi, hình như là nhiệm vụ của chúng ta là cứ đi vòng vòng quanh đây, thấy có người nào hiện ra tiền nè, chúng ta đánh để chúng ta thu thập tiền nè. À, chắc là thế. Đây rồi, sau khi mà thu thập xong đủ tiền thì cửa nó cũng đã mở ra rồi. Ok, vô thử coi. Đấy, đi ra bên ngoài luôn rồi này. Coi xung quanh đây coi. Ui, đây là thế giới ngoài vũ trụ à. Đẹp thế à. Từ nãy giờ tôi đã dành ra khoảng 1 tiếng đồng hồ cuộc đời của tôi, cộng thêm là 150 tiền tôi mua con game này. Và đến giờ tôi vẫn chưa hiểu là rốt cuộc tại sao tôi lại phải mua cái con game này nữa. À rồi, tôi hiểu cái này chơi sao rồi. Là có nghĩa là bây giờ mình phải làm nhiệm vụ. Và nhiệm vụ ở đây đơn giản là mình phải làm cách nào mình kiếm được 5.000 đô. Đó, à, kiếm tiền bằng cách nào thì chắc các bạn cũng biết rồi. Thì mình sẽ cần phải đi làm. Mà làm cái gì để kiếm được nhiều tiền nhất thì các bạn biết rồi đó. Làm cái này này. Đấy, quá trời tiền. Đấy, khóc à. Khóc này. Đấy, kiếm được tiền rồi. Mấy ông ạ. Từ nãy giờ tôi ngồi tôi chơi được thêm nửa tiếng đồng hồ nữa. Là từ nãy giờ tôi chơi được khoảng 2 tiếng đồng hồ tôi chơi con game này rồi. Và tôi phát hiện ra một cái điều này không biết là gì không. Đó chính là con game này nó chẳng có cái gì khác ngoài cái việc là mình đi kiếm tiền. Và sau đó là mình cứ mở inbox từng thứ một như thế này này. Nhưng mà tôi thấy nó chẳng có ý nghĩa gì cả luôn ấy. Ở thế bây giờ tôi tốn 150.000 ra với lại 2 tiếng đồng hồ cuộc đời tôi để tôi ngồi tôi chơi một con game như thế này à. Thôi kết thúc video tại đây đây. Hello team, hello team.